Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay, U23 Việt Nam đã chung kết sớm, giành vé trước một lượt. Huấn luyện viên Semen thách thức ông chủ C. 3 ngày sau lượt trận đầu tiên, ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra và quyết định tập vé đi tiếp. Đội thắng trong cuộc đối đầu với U23 Semen và U23 Việt Nam sẽ cầm chắc vé tham dự chung kết U23 châu Á 2024. Với ưu thế có được cùng với tâm lý thoải mái, Việt Nam đang đặt niềm tin tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng C. Với thời tiết nắng nóng tại Phú Thọ, nhưng Semen đã có sự phân phối hợp lý và tung đòn quyết định hạ gục Singapore. Ít nhiều các học trò của vị huấn luyện viên Michelab cũng đã gây ấn tượng. Trong lúc đó, Việt Nam cũng đã có được 3 điểm như một tỷ số tạo lợi thế. Trong cuộc đua giành vé chính thức tham dự vòng chung kết, Semen được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam. Thực tế thì cũng đã chứng minh trong trận đấu ra quân, đây chắc chắn là một đối thủ đáng gờm của đoàn quân ông Chu Xê. Xem Semen thi đấu, họ đã cho thấy một nền tảng thể lực tốt, thể hình cũng là một điểm mạnh của đội bạn. Nhưng sức mạnh của đội bóng này thì không chỉ là ở ngoại hình, vì huấn luyện viên trưởng của họ đã xây dựng một lối đá biên ảo khi mà kết hợp với các miếng đánh trung lộ. Đặc biệt là các pha vỗ cánh, nhất là cánh trái, nơi có sự hiện diện của Hamza và miếng đánh lợi hại của Semen. Singapore phải mệt nhoài bằng những pha bứt tốc của cầu thủ số 21 này. Ngoài ra, tiền đạo đội trưởng là Amr Hammer cũng đã là một cầu thủ cắm lớn nhất trong sơ đồ của Semen, thực sự là mũi khoan lợi hại. Tốc độ khả năng càn phá và bứt phá mạnh mẽ của cầu thủ này đáng là một sự chú ý của Việt Nam. Rõ ràng Semen đang có những điểm mạnh để Việt Nam hết sức kiêng dè. Giành chiến thắng đậm nhưng xem ra sau cơn mưa bàn thắng thì chỉ có thể đến Việt Nam khi mà ông Chu Xê có sự điều chỉnh, đơn cử như là sự có mặt của cầu thủ trái cánh Văn Cường ở hiệp 2 giúp cho các pha tấn công của Việt Nam trở nên tốt hơn. Rõ ràng, màn trình diễn của Guam là một bài học tốt để cho chúng ta có những sự điều chỉnh hợp lý. Sẽ không bất ngờ nếu ông Chu Xê có sự thay đổi đội hình. Đó được xem là một tiền đề để giúp cho Việt Nam có sự biến ảo hơn trong các pha hãm thành. Nhưng để giành chọn 3 điểm, hệ thống phòng ngự của Việt Nam cần phải chơi tập trung. Trước Guam, các hậu vệ của Việt Nam thì chưa được thử sức rất nhiều. Dù vậy, Semen thì lại hoàn toàn khác khi mà họ sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ra sự đột biến mạnh. Nhìn tổng thể, Việt Nam có ưu thế là sân nhà. Tinh thần cũng đang được giải tỏa sau trận thắng đậm Guam. Ông Chu Xê hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu hay trong vận đầu với Guam. Cặp đối thủ yếu như đảo Guam sẽ là một cơ hội để Việt Nam thể hiện rõ nét ý tưởng kiểm soát của ông Chu Xê. Sau với trận đấu gần nhất ở SEA Games, đội hình chính của Việt Nam trong trận đấu hôm 16 tháng 9 chỉ có hai sự điều chỉnh, đó chính là Văn Việt thay thế cho Văn Chuẩn. Văn Cường này sẽ được đảm nhiệm bởi Đức Phú. Điều đó cho thấy tâm lý thận trọng của ông Chu Xê khi sử dụng bộ khung gần như là tốt nhất cho vòng loại. Nhà cầm quân người Pháp muốn kiểm chứng hiệu quả lối chơi kiểm soát bóng cũng như là một cách vận hành tốt nhất ở hàng công. Trước một đối thủ đẳng cấp hơn, U23 Việt Nam thì cần phải kiểm soát được thế trận, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, những mảng miếng tấn công rõ ràng. Các cầu thủ chạy cánh được đẩy lên cao nhất để tăng quân số tấn công. Tiền vệ trung tâm đã đẩy sát vòng cấm để khai thác tình huống hai bóng, còn các tiền đạo di chuyển vào nách hàng phòng ngự của đối thủ để tạo ra cơ hội. Điểm cộng cho U23 Việt Nam là các cầu thủ đã duy trì được vị trí, duy trì được cự ly đội hình, di chuyển và tìm kiếm khoảng trống, tạo thành các nhóm để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Những pha tấn công biên, đặc biệt là ở trái của Minh Trọng và Tuấn Tài đã được thực hiện ở cường độ cao. Ý tưởng kiểm soát bóng và tấn công mạnh ở hành lang trái là bài tủ của ông Chu Xê khi mà chúng ta đã có tỷ số 3-0 của Văn Cường là một ví dụ. Ở tình huống này, Tuấn Tài đã bất ngờ đẩy cao cánh trái rồi tỉa bóng vượt tuyến cho Văn Cường xâm nhập vòng cấm từ cánh phải và ghi bàn. Về gây áp lực ở một cánh, phối hợp đưa bóng vào vòng cấm để hậu vệ cánh còn lại xâm nhập là mảng miếng Việt Nam có thể áp dụng. Thôi thúc học trò theo đuổi lối chơi tấn công và kiểm soát là giải pháp ông Chu Xê nhằm nâng cao cầu thủ và tư duy. Dưới thời của Phù Thủy Trắng, tư duy chiến thuật của các cầu thủ bắt đầu tiến bộ, tuy nhiên tố chất kỹ thuật của một số cầu thủ thì vẫn chưa đáp ứng được. Trước đối thủ yếu thì Việt Nam lại chú trọng áp sát Guam, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục có những pha bóng hỏng chuyền lỗi. Vị huấn luyện viên Dominic cũng đã khẳng định nếu U23 Việt Nam chuyền tốt hơn trong những tình huống cuối, đảo Guam đã bị trừng phạt. Ông Chu Xê đồng ý với quan điểm này khi cho rằng Việt Nam đáng ra phải ghi thêm 3 bàn nữa. Với một bộ khung được chỉ sử dụng là trong SEA Games đến trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á, ông Chu Xê vẫn đang rất kiên trì với những cầu thủ mà ông cho là giỏi nhất.
Tuy nhiên, trừ đôi cánh là Minh Trọng và Văn Cường cùng với tiền đạo Thanh Nhàn, những cầu thủ còn lại chỉ đá ở mức tròn vai. Rõ ràng, ở trận đấu với trình độ cách biệt, việc cầu thủ U23 Việt Nam lúng túng, bế tắc hay nhiều lần xử lý lỗi là khó chấp nhận. Ở buổi tập trước, so với lần này, ông Chu Xê đã từng giận dữ tới mức phải đập mạnh chai nước xuống sân khi mà các cầu thủ không thể hiện được những đường tạt sớm từ cánh để đưa bóng vào cột. Việc ban huấn luyện phải rèn lại cho các học trò từ những động tác căn bản nhất cho thấy Việt Nam chưa có nền tảng kỹ thuật đủ tốt để chơi kiểm soát và áp đặt. Ông Chu Xê đã quyết định buổi chiều ngày 7 tháng 9 của Việt Nam sẽ đóng cửa hoàn toàn với truyền thông. Một buổi tập kín là cơ hội để Phù Thủy Trắng cùng các học trò giành lối đá sự tập trung trước cuộc đối đầu với Yemen. Diễn ra trận đấu chung kết bảng C sẽ là cuộc đụng độ của Singapore và Guam. Dù trên lý thuyết thì vẫn còn cơ hội đi tiếp cho cả hai, nhưng việc thua đậm với lượt trận đầu tiên 90 phút sắp tới cho hai đội sẽ mang tính chất thủ tục. Guam vừa có cuộc đối đầu với đội chủ nhà và thua đậm 0-6. Đây cũng là một kết quả không mấy bất ngờ bởi Guam là đội có thứ hạng thuộc dạng thấp nhất trên bảng xếp hạng. Đây là chưa kể thành tích gần nhất của Guam. Đội tuyển trẻ xứ sở này thì chỉ có một trận duy nhất với Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Vì thế, dẫu Singapore không quá mạnh nhưng thực tế đội bóng trẻ của đảo Guam thì vẫn được đánh giá là thấp hơn so với đảo Quốc Sư Tử. Nói về Singapore, thực tế đội bóng trẻ này có thể hình rất tốt nhưng trình độ lại không cao. Điều đấy có thể thấy trong trận đấu với Yemen. Đội bóng này không quá mạnh và bị đối thủ Singapore lấn lướt ngay từ đầu nhưng có nhiều cơ hội đã bỏ lỡ. Sau đó thua ngược nhanh chóng trong hiệp 1 với 3 bàn. Với đối thủ này có thể thấy là các cầu thủ của Singapore có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn hẳn, chưa kể đội tuyển đảo Quốc Sư Tử là có thứ hạng 158, tức là cao hơn nhiều so với Guam, nên đương nhiên họ vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Cả U23 Guam và U23 Singapore thì đều có lực lượng mạnh nhất trong cuộc đối đầu. Tại vòng loại U23 châu Á, 11 đội đầu bảng sẽ đi tiếp vào vòng chung kết và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng sẽ tham dự. U23 Việt Nam có thành tích tốt với 4 lần liên tiếp vào chung kết, 2 lần đã vượt qua vòng bảng nên được đánh giá cao. Đó là lý do vì sao chúng ta năm nay có một bảng đấu khá dễ thở.